Vậy mà không khóc được. Cái MV này nó vốn của em 2 năm. Cái lúc mà ở Thái em quay 2018, còn tất cả những thứ còn lại là em quay ở Việt Nam. Em cũng biết xem làm được nữa. Mọi thứ nó như là mò kim đáy biển vậy đó. Cái nhóm người Thái nhảy với nhân á là một trong những cái điểm sáng nhất của Thái Lan Got Talent, mà Nhân không biết sao Nhân kiếm được kênh thác để mà Nhân hợp tác với các bạn luôn á. Rồi từ ngày một cái câu mà xả mi khổng quân định ke á, lúc mà Nhân học được cái câu đó, trời, Nhân đi đâu ở Thái, Nhân mua đồ xong thay vì sao qua đi ca thì Nhân cứ xả mi khổng quân định ke cái gì đó. Cái câu đó có nghĩa là your husband is gay. Dạ, em cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ, em thỏa mãn được mọi người không ạ? Anh không chị? Mọi người có quay lại không ạ? Một lần nữa nha. Một lần nữa. Xin thông báo cho một lần nữa. Dạ, em cảm ơn mọi người. Dạ, mình đang có mặt tại thông báo cho mọi người biết của mình. Rất là nôn nức để đợi mọi người vào rạp chiếu phim và mở MV cho mọi người cùng xem. Với sản phẩm mới